thực ra là em muốn nói thật, chia sẻ thật là khi tham gia cuộc thi này thì mục tiêu đầu tiên trong trước kỳ thi của em là được lọt vào top 10 và có một giải phụ ạ. Cho nên là khi mà được xứng tên là Bá Hậu 2 thì thực sự là em rất là vui và hạnh phúc. Cho đến bây giờ em vẫn là rất là hồi hộp. Còn về việc mà mọi người dự đoán thì em luôn coi đấy là động lực để em cố gắng thêm trong chuỗi hành trình. Và bên cạnh đấy thì khi mà nhìn thấy bạn của em là Thùy Linh đăng quang thì em cảm thấy bạn rất là xứng đáng. Bởi vì khi nhìn thấy ở bạn thì em thấy bạn hội tụ đủ tất cả các đủ các yếu tố để có thể tham gia cuộc thi Miss World. Cảm ơn. Greeting everyone, I'm Nguyễn Tường Sáng, I'm come from Hà Nội. Last night I was decided to ask the second runner-up of Miss World Vietnam 2019. And I so proud myself, and I'm ready to represent my country in the incoming the beauty contest. Thank you.